Tiến Dương lên truyền hình nè. Lô Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay thì cái nhóm từ thiện của mình đi hái bông súng nha. Đây là vườn bông súng rất là lớn nha. Đây nè. À, bông súng bông nở đẹp quá đẹp. Sáng sớm bông nở rất là đẹp. Đây là ông chủ vườn cho bông súng nè. Anh cho mình bông súng này mình trồng lâu chưa anh? Lâu rồi, trồng ra là cũng cả chục năm nay rồi. Bông súng này trồng cả chục năm hả? Mình này mình trồng được mấy mấy mương bông súng hả? Tính ra thì 5 mương. 5 mương hả? Ừ, 5 mương. Dạ. Bị 4 mương này chứ mương bự trong. Dạ. Ừ. Anh tên gì vậy anh? Tên Hổ. À, anh tên Hổ hả? Ừ. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Đó, cho bông súng cho tự mà từ thiện. Để giúp đỡ những người khó khăn đó. Chị đi thì bên đây thì mình giúp người chỗ nào khó thì mình giúp. Dạ dạ. Ừ. Đúng rồi, nhà vườn mình mà thì mấy cái rau củ này thì cũng cho thì cũng mà những người khó khăn là người ta cảm ơn dữ lắm luôn á. Ừ. Vậy thì mình biết thì mình giúp ở chỗ mà khó khăn thì mình được giúp anh em nhỏ thì thấy mình thấy có thấy cũng ngon rồi. Dạ dạ. Nói cái đồng lòng cái ngon ha. Dạ, đây là anh cho bông súng chứ còn cái gì nữa không anh? Có tài tượng. Dạ, nên là anh cho hai loại ha, vừa bông súng với tài tượng mình trồng ở mương vườn. À, mương vườn hả? Dạ. Và trên vườn này là mình trồng nhãn này, nhãn gì á? Nhãn là Idor. Dạ. Tổng cái diện tích vườn mình làm mấy công anh? 4,5. Dạ, 4,5. Này mình trồng được mấy năm rồi nhãn này nè? Cũng 4 năm rồi. Dạ, 4 năm hả? Nhãn này mấy năm mình mới thu hoạch được á? Thì năm nay thu hoạch đó, 4 năm, 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 4 năm,
con gà mới tứ phút đó. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Ồ, hái lẹ dưới ra mới đây là quay qua lại hết trơn rồi. Hết mương rồi. Đội quân bữa nay mình đi qua ít nhất mười mấy người à. Dạ. À. Rồi quá đẹp rồi. Đây qua bắt đầu qua mương khác. Mương này đó đã hái xong rồi. Nè hái xong để trên mương nè. Hồi anh Quý anh lại anh gom. À. Sáng anh em là nhóm từ thiện rất là nhiệt tình nha. Sáng sớm chắc này mới 7 giờ nha. 7 giờ thời tiết thì rất là âm u. Này không? Theo từng hái xong rồi để hai bên. Long Hưng. Đội thiện nguyện phường Long Hưng, đây là anh Quý là thành viên của đội thiện nguyện. À, đi chung này là làm chung với anh em ấy, thì rất là phấn khởi. Thì hôm nay thì biết nói sao hơn. Thì bộ súng của ông chú ở trên này ông cho thì cũng như anh em đại diện là đi chung lấy bộ súng để giúp cho bà con đang khó khăn. Cộng gạo là tình nghĩa. Thì mong bà con cũng nhớ là ăn mình niệm Phật cho hết cái bệnh này đặng qua cái thời gian mình còn đi mặn ăn nữa. Yeah. Quý vui tính quá. Mong cho cô bác là mạnh khỏe hết nha. Rồi rồi cảm ơn anh Quý nhiều nha. Súng là ở trên Mương Khai. Không trên Đông Hóc này, trên Đông Hóc hả? Đông Hóc thì giáp với và Mương Khai đó. À đúng rồi đúng rồi. Rồi quá rồi một bơm luôn rồi nè. Yeah. Rồi anh Quý nhiệm vụ anh Quý là gom lại. Đây nè. Thấy không? Rất là nhiều nha. Đây là nó tới 30 vườn. Thank you.
sáng mưa. Uống hả? Này mình hái mình ăn à. Mà công nhận ra mương, nhìn mương bông súng đẹp quá đẹp. Ừ đúng rồi. Sáng nở bông đồng đấy nó bự kìa. Cười lên các ơi. Thấy mau ha, mình đông người mình thấy mau quá. Hôm bữa ít bông quá mình thấy lá luôn, bây giờ nhiều bông quá mình thấy bông không à. Đúng rồi, cho bông thì nó ngon hơn. Thấy không, thấy cái đội thiện nguyện nhiệt tình ghê chưa. Sáng là cái này là 7:30 rồi, 7:30 mà trời buổi sáng trời âm u, không có nắng nên là hái rất là mát. Còn anh Quý đó, nhiệm vụ anh Quý là đi gom để cho cò bảy em buộc lại. Đây là bông súng đồng quê. Còn đây là anh giúp của đội thiện nguyện phường Long Hưng. Hái gì mấy cái nhưng mà nhỏ nhỏ không hả? Hái nhỏ nhỏ không hả? Cái bông này á, cái nhổ cũ người ta hay gì á. Quá rồi, sáng nó nở bông súng nở đẹp quá. Nhổ kỹ kỹ nha, chừng hư bông của người ta à.
còn bển gần nhất đó. Này mà chấm mà nước tương nghe ăn ngon lắm á. Mấy cái búp búp ha. Đây mương vườn có bông súng với tay tượng luôn nè, vừa hái bông súng vừa hái luôn tay tượng. Dạ, tay tượng ăn cũng ngon như bông súng vậy đó. Đội quân, đội quân đi tới đâu tàn sát tới đó hả chú? Cái này người ta cho mình mới tàn sát nha, chứ không cho mình tàn sát là bị bắt à. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, mình hái cái nào mà ăn được là mình hái hết. Mấy cái này là đồ để mình nấu canh chua không á? À đúng rồi, nấu chua làm gỏi đồ ngon lắm. Nấu xanh đó hả? Nấu xanh đó là đầu bếp phải không? Nhậu hả? Nhậu hả? Dừng nhậu. Dân nhậu. Đây là bắt đầu gom lại rồi nè. Gom muống, con súng. Bao nó cuột, nó không gãy, nó không dập đâu. Bao nó dễ cuột hả chú. Ờ, bông súng nó mập dữ hả? Cái đó bông súng đôi đó. Đôi. Cái gì? Cây trái cũng có đôi chứ bộ. Cũng để sinh đôi à. Nó làm bên nhậu hay ăn vậy đó. Ờ, ảnh hả? Ờ, dâu của ấy á, dâu của Kim Ngân. Qua bên cầu bên kia hả? Cái khu vực này không biết là được, mà xe tải nó chỉ một bánh. Chỉ xài ha. Thôi mình xịt cơm cát đi. Xịt phần ngón lá ha. À. Thank you.
hên là ông chủ vườn ông nói mà có gì hái nấy, mà hên là không có nhãn đó, phải có nhãn là hái luôn là chết luôn à. Tại ông chủ vườn nó có gì hái đó mà, thì trên đất của ông chủ vườn có nhãn rồi mình thấy luôn. Đúng rồi, bữa trước bên dì Tho nguyên vườn bưởi luôn, vô trong đục mưa nói chuyện xưa bà chủ ngồi bà nói thôi có nhãn quay có bưởi ngoài đấy. Ở đây ngã cá. Ở đây còn nấm hóng hả? Ở đây là thuộc về ngã cá quá. Dân nấm hóng đi làm từ thiện phải không? Đâu cái nào phải nói đúng cái đó chứ. Đúng rồi, phải nói đúng chứ. Mình lên đây mình nói đúng nha, lỡ rồi lên. Ông chủ vườn thì ông ngã cái, còn người mà đi hái mình là người nấm hóng. Đây là người mương khai nè, nghe đây là người mương khai à, chặn một được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, nói chung là người ta nói là tứ hải gia huynh đệ mà đi làm chung là mình là anh em. Không, hôm nay ông hai đi trễ thất thu rồi, người ta mấy thành viên bó muốn hết à. Mất mối rồi ông hai, mất mối ông hai rồi. Mệt quá mà tính nằm ở nhà không được. Cái chân đi mà hả ông hai, dán bò theo. Cái chân đi mà dễ về nhà được. Xuống bó nụ cây sao này đó là xuống bó nụ sao nữa. Đúng rồi, cái nào dài mình bó hai nụt, cái nào ngắn ngắn như của bà chị này nè, cũng một nụt thôi. Một ha. Dạ, của chị một nụt thôi, tại ngắn nè. Rau muống gì mà. Dạ. Cái này ông hai đi trễ, ông la than thất thu rồi, than mất việc rồi. Dạ dạ. Gặp chi dùng lấy á. Cái nào dài bó hai đoạn đi quý. Hai đụng có được quý. Là quý. Xuống là bó hai mới được. Quý em đó nghe. Đây là quý em hả? Mãi. Mãi nó mãi nó không đi hả? Mãi đi ăn khác rồi chứ em kia. Ờ. Mình bó hai nồi cái bé quay đặng mình ôm nó không có gớp. Vậy bao la hả? Đúng rồi. Ừ, con súng cũng có hai loại, hai loại thì ngắn dữ, loại thì dài dữ. Đó, hái xong đem ngoài luôn nha quý của chú anh chị.
Ê, cõi kia mình chắc đi chứ. Cõi kia mình chắc kia vô luôn cái đại ơi. Đây là vác vô nha. Hái vườn này đã xong rồi. Này hái có bông súng dưới tay tượng nha. Còn hồi là hái rau muống nữa. Ăn đi em vô nè. Ờ. Rau muống anh giúp. Ở chỗ tập kết này nha. Thấy chưa? Đây là quê nha, vùng quê nha, biết cô chú anh chị. Ở đây là ở phường Long Hưng, quận 1, thành phố Cần Thơ nha. Đây hái xong rồi đem ra nha, biết cô chú anh chị, đem ra ta tập kết vô một chỗ. Ờ, cạn không? Nè, đem ra nè. Đây bông súng đem ra nha quý vị. Bông súng vườn không nè. Bông súng vườn. Ừ. Đây, ngoài ngoài vườn của cô bác ta cho mà đoàn thiện nguyện đi hái đem về. Để tôi qua mượn xe chở lên kia. Đem vô tập, đem chỗ tập kết. Quá quý vị ơi, con muốn nha, đây mặt quá nhiều nè. Rồi, đây là tập kết nhưng mà còn nhiều lắm nha. Mới là một ít thôi đó. Mới đem ra một ít thôi mà nhiều rồi nè. Mới hái được chút xíu à. Còn hái nhiều vườn nữa nha. À. Ô nặng không anh giúp. Quá ngon rồi. Rau muống đồng quê mình nha. Đây xong rồi qua hái rau muống luôn nè. Long Hưng, phường Long Hưng, đoàn thiện nguyện, phường Long Hưng.